Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cái máy cắt thương hiệu của Nhật Bản Mimaki, đã được Hoa Văn Đại Can sử dụng hơn 7 năm rồi. Thì cái dòng máy này nó có cái mã của nó là CG130FX2. Chức năng chính của nó là dùng để cắt đề can và bế những cái tem nhãn là hình theo thiết kế theo cái bản in của mình. Ngoài ra thì cũng có thể là dùng để cắt đứt luôn cái phần đế của đề can, hay là cắt những cái phần giấy trong trong cái việc mà mình cần làm những cái mẫu, những cái móc cúp gì đó thì mình cắt bằng giấy, chất liệu bằng giấy thì máy nó vẫn có thể cắt được. Và cái ứng dụng nữa là có thể là nó vẽ bằng cái bút, vẽ trên giấy để chúng ta có thể dùng vẽ những cái sơ đồ, những cái rập mà nó có những cái kích thước lớn hoặc là nó dài đó, thì chúng ta có thể ứng dụng được. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái cấu tạo của cái máy cắt bế này. Thì cái mã của nó là 130, thì có nghĩa là cái phạm vi mà nó cắt hoặc là nó bế tem nhãn là một theo theo chiều ngang của máy là 130 cm. Tuy nhiên với cái dòng máy này thì nó có thêm một cái ưu điểm nữa là cái khoảng trống của thân máy nó rộng, cho nên là với vật liệu khổ 1m52 thì mình cũng có thể để vào trong cái phạm vi máy này và cũng có thể cắt bế. Tuy nhiên là cái phạm vi hoạt động để mà cắt bế được tem nhãn là chỉ 130 cm thôi. Tiếp theo là cái bộ phận quan trọng của máy cắt bế này, đó là bao gồm cái bộ giữ giấy của nó, thì bao gồm phía bên dưới là cái trục lăn của nó và bên trên là những cái bánh xe nó kẹp lại để nó giữ giấy, và nó có cái chức năng là nó sẽ đẩy giấy đi ra phía trước cũng như là lùi lùi về phía sau. Thì trên đối với cái máy này thì bên mình là có tới 5 cái bánh xe để nó giữ giấy. Thì ở đây á, mặc định của máy này thì nó chỉ có 3 cái bánh xe kẹp giữ giấy này thôi. Tuy nhiên là mình đã lắp thêm 2 cái bánh phụ nữa, để cho cái việc mà nó giữ giấy khi mà mình dùng để mình cắt đề can khổ dài hoặc là bế những cái tem nhãn hoặc là những cái hình file cần nó dài thì cái độ chính xác nó sẽ tuyệt đối hơn. Chính vì cái việc mà mình lắp thêm 2 cái bánh xe này thì cho nên khi mà anh em ở công ty mình nó vận hành thì cần phải đặc biệt là lưu ý, tại vì ở dưới những cái bánh xe này nó có cảm biến, và theo cái tiêu chuẩn của máy thì là nó có 3 cảm biến ở đầu, ở giữa và ở cuối. Chính vì vậy mà mình đã bẻ đi những cái cảm biến của 2 cái bánh xe mình lắp thêm ở đây, là mình đã bẻ đi rồi để cho máy nó vận hành đúng theo cái tiêu chuẩn kỹ thuật của nó. Cái điều lưu ý tiếp theo đó chính là ở phần trục lăn bên dưới, thì tương ứng ở bên dưới thì ở bên trên trên cái thanh này nó sẽ có những cái vệt trắng. Thì đây là cái phạm vi mà mình sẽ đặt những cái bánh xe trong những cái vệt trắng này, không có được đặt lệch ra ngoài. Nếu chúng ta đặt lệch ra ngoài hoặc là trong quá trình chúng ta vận hành mà nó lệch ra ngoài thì máy nó sẽ báo lỗi và nó sẽ không có hoạt động được đó, thì cần phải lưu ý. Rồi thì cái phần thao tác cho cái việc mà chúng ta giữ giấy này thì nó cũng đơn giản thôi. Thì ở đây nó có cái cần gạt, thì chúng ta chỉ cần gạt xuống là 5 cái bánh xe này nó sẽ hạ xuống và nó sẽ giữ cái giấy của chúng ta lại. Đây, nâng lên hạ xuống, đơn giản thôi, không có vấn đề gì hết. Tiếp theo là cái phần phía sau máy, thì đây là cái vị trí mà mình sẽ lên cái cuộn đề can để chúng ta trước khi cắt chúng ta lên cuộn đề can ở vị trí này. Thì ở đây nó sẽ có 2 cái thanh trục lăn, đây là 2 thanh trục lăn để nó sẽ lăn cái đề can trong quá trình mà máy hoạt động nó sẽ lăn. Và mặc định là ở vị trí này, trong trường hợp vật liệu nhỏ hơn thì chúng ta có thể là di chuyển cái thanh trục lăn bên trong ra để cho cái phạm vi cái khoảng hở này nó sẽ hẹp lại và nó sẽ giữ được cái vật liệu nhỏ hơn trong cái phạm vi này. Rồi ở hai đầu của thanh trục lăn này thì nó sẽ có 2 cái chốt khóa này, thì mình sẽ dùng để cố định cái việc đề can có thể là di chuyển theo cái phạm vi của mình cân chỉnh. Rồi và một cái lưu ý là ở đây thì nó sẽ có một cái chốt khóa, và khi cần thiết mình sẽ khóa chốt này lại, thì lúc đó cái cuộn vật liệu này nó sẽ không có lăn được, còn khi mình mở khóa ra thì nó sẽ di chuyển. Và tiếp theo là một cái bộ phận quan trọng nhất của cái máy cắt bế đề can này, đó chính là cái phần đầu cắt. Thì
Trên cái phần đầu cắt này nó sẽ có lắp một cái thanh dao trụ cắt, và bên trong cái trụ dao cắt này là sẽ được lắp một cái con dao cắt nhỏ như là cái kim vậy đó. Cái việc mình tháo gỡ cái trụ dao này thì nó cũng đơn giản thôi, thì nó sẽ có một cái chốt khóa ở đây, thì mình chỉ cần vặn nó ra thôi, vặn nó ra bình thường. Rồi mình sẽ mở nó ra như vậy đó, và mình sẽ lấy con dao này ra đây. Thì đây là cái thanh trụ dao cắt, và bên trong nó đang là chứa một cái con dao cắt này. Thì bây giờ mình sẽ gỡ nó ra đó, mình sẽ xoay cái chiều này ra để cho các bạn dễ hình dung. Rồi đó, con dao nó như vậy thôi. Anh em lưu ý là trên cái thanh trụ dao này nó sẽ có một cái gờ nhẹ ở đây, là để chúng ta lắp vào trong cái rãnh của cái ngàm này đó. Thì chúng ta sẽ lắp vào ở đây, nó sẽ vô cái rãnh này rồi, và mình sẽ khóa lại, rồi mình sẽ siết cái phần này, vặn ốc chốt khóa này lại đó, như vậy thôi. Thì cái con dao này nó sẽ có tự động phần mềm điều khiển, nó sẽ tự di chuyển lên và xuống trong quá trình nó hoạt động như thế này. Rồi còn cái đầu cắt này thì nó sẽ di chuyển theo cái thanh trục ngang, theo cái khổ chiều ngang của máy cắt, nó di chuyển như thế này. Và bên cạnh cái trụ dao cắt này thì nó sẽ có gồm một cái vị trí để mình có thể gắn cái phần bút vẽ của máy. Trong quá trình mà chúng ta cần ứng dụng để chúng ta vẽ những cái bản vẽ trên những cái giấy khổ lớn, thì chúng ta lắp bút vào đây thì nó cũng hoạt động tương tự như cắt đề can, nhưng mà nó chỉ khác là cái đường nét của nó là nó vẽ bằng mực của bút trên những cái tờ giấy của mình. Phía trước của cái đầu cắt này nó sẽ có một cái con dao. Thì cái con dao này thì mục đích chính của nó là dùng để cắt đứt ngang cái chiều ngang của giấy. Thì trong quá trình mà chúng ta cắt đề can hoặc là chúng ta bế những cái tem nhãn xong, thì chúng ta muốn cắt ngang cái phần mà vật liệu đó, thì chúng ta sẽ dùng cái con dao này để máy nó sẽ cắt ngang. Và phía bên dưới của đầu cắt thì nó sẽ có gồm những cái mắt đập của cảm biến để mà nó dò những cái bon giấy trong quá trình mà chúng ta dùng chức năng là bế tem nhãn của máy. Thì những cái bon nó sẽ nằm ở bên dưới đây. Thì ở cái phần này thì mình sẽ giới thiệu rõ hơn cho cái phần chúng ta vận hành khi mà sử dụng cắt bế tem nhãn. Và cái phần cuối cùng cũng chính là một cái phần quan trọng nhất, đó chính là cái phần menu và bảng điều khiển ở đây của máy. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình mở cái máy này lên, và mình sẽ hướng dẫn những cái phần menu cơ bản trong phần điều khiển của máy trong phạm vi này. Thì cái nút nguồn của nó nằm ở phần phía trước của máy, nằm ở đây, thì mình chỉ cần mở lên thôi. Đây là cái màn hình hiển thị thông tin chương trình cắt của máy hiện tại. Nó đang lưu cái bộ nhớ của cái lần trước đây mà mình mới vừa sử dụng xong. Và bên cạnh đây là những cái hệ nút chức năng của nó. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chi tiết. Thì để dễ hơn thì bây giờ mình sẽ để vật liệu vào để cho nó sẽ đo giấy trước. Rồi sau đó là mình sẽ giới thiệu những cái thông tin cơ bản của những cái nút điều khiển này. Thì khi mà mình khởi động máy lên xong thì máy nó sẽ trở về cái vị trí mà nó nhận dạng giấy đầu tiên. Thì và nó đang ở cái chế độ mà có hiển thị đèn đỏ như thế này, thì là đang ở chế độ của bế tem nhãn. Và đây chính là cái nút chuyển đổi, nút N này là nút chúng ta chuyển đổi qua lại giữa cái chế độ cắt và chế độ bế tem nhãn. Thì bấm thử cho anh em coi nè. Đó, thì bấm như vậy thì máy nó chạy qua, thì đây đang là ở chế độ cắt, bấm nút N một cái là nó chế độ, đây là chế độ kiểm tra để mà bế tem nhãn, và chuyển qua chế độ đây là chế độ cắt, thì nó sẽ không có còn cái đèn đỏ nữa. Đó, chỉ cần nút N thôi, chức năng của nó là chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ. Rồi, bên dưới nút N là cái nút Enter này. Thì đây là cái nút chắc chúng ta cũng dễ hiểu thôi, nút chúng ta xác nhận cái lệnh nào đó khi mà chúng ta muốn thay đổi. Ví dụ ở đây mình muốn cho giấy nó di chuyển ra để cho cái vị trí của nó thay đổi ra. Đó là anh em sẽ nhìn thấy cái việc mà tọa độ của vị trí nó sẽ nhảy ra, thì mình bấm nút N thì nó sẽ
xác nhận là cái tọa độ giấy đang nằm ở vị trí này, tọa độ để bắt đầu cắt nó sẽ nằm ở vị trí này. Rồi bên cạnh của cái nút end này thì nó sẽ có cái hệ menu 4 nút. Thì hệ này chúng ta sẽ dễ hiểu là trái, phải và phía sau, phía trước. Đó, thì để dễ hình dung là mình sẽ bấm nút này thì giấy nó sẽ chạy ra, nút này giấy nó sẽ chạy vào. Đó, để chúng ta xác nhận. Hoặc là chúng ta nút trái phải thì chúng ta sẽ di chuyển về cái đầu dao cắt này. Đây, trái phải thì cái đầu dao cắt nó sẽ chạy qua. Đó, cũng dễ hiểu. Nó có nghĩa là khi mình cần xác định cái điểm đầu tiên để mà máy nó hiểu để nó cắt thì mình sẽ di chuyển cái vị trí của cái trụ dao cắt này. Đó, trái phải, trái phải, dưới trên dưới. Rồi chúng ta di chuyển đến vị trí chúng ta mong muốn, rồi sau đó chúng ta sẽ enter là xác nhận. Ok, tiếp tục là nút nút fix này thì dùng để đo cái chiều dài của giấy. Khi mà mình muốn giấy bao nhiêu thì mình chỉ cần bấm enter thì nó sẽ đo kiểm tra cho mình cái chiều dài của cái giấy khi mà mình cần cắt. Ở đây thì mình không cần thiết, đó thì mình không cần thì bấm nút end thôi. Rồi tiếp theo là nút tool. Thì nút chức năng này á, là dùng để chúng ta có thể chọn chương trình cắt. Ở đây là chương trình cắt số 1, tốc độ cắt, lực cắt và áp lực của dao. Đó, thì chúng ta có thể di chuyển để chúng ta chọn chương trình mong muốn. Ví dụ đây chương trình số 1, chúng ta có thể đổi qua chương trình số 2, chương trình số 3 gì đó. Thì chúng ta chọn cái phù hợp. Rồi bên tốc độ cắt cũng vậy, mình di chuyển qua mình có thể tăng giảm gì đó, tăng lên giảm xuống, rồi áp lực cắt, áp lực của dao thì chúng ta có thể tăng giảm luôn. Và đặc biệt lưu ý là bên cái phần offset này là 0.30 là mặc định của tất cả các loại vật liệu decal thông thường, thông dụng nhất, và cái thông số này không được phép thay đổi. Lưu ý đặc biệt là số này vẫn phải giữ nguyên 0.30 này để chúng ta sử dụng. Rồi tiếp theo là nút remote. Thì nút này là khi mà chúng ta bấm như vậy nó sẽ hiển thị remote, là để nó sẵn sàng nó nhận lệnh từ phần mềm của máy tính mà nó truyền qua cái máy cắt này. Nếu chúng ta không bấm remote á thì khi mà bên phần mềm chúng ta điều khiển thì máy nó sẽ không có nhận và nó sẽ không có hoạt động. Đó. Rồi phía trên là nút data clear. Thì nút này là khi mà chúng ta muốn xóa một cái lệnh mà máy nó đang cắt giữa chừng, là có thể là vì sự cố, vì muốn thay đổi, vì mình muốn xóa đi cái lệnh đó, thì chúng ta phải dùng nút này. Chúng ta sẽ bấm vào data clear và chúng ta enter, lệnh sẽ xóa đi tất cả lệnh và chúng ta phải làm lại những cái lệnh cắt mới ngay từ đầu. Tiếp tục là nút function này. Thì ở trong cái mặc định của nó, khi mà chúng ta bấm function đó thì nó sẽ hiện ra square cut này, là chúng ta dùng để chúng ta cắt cái hình vuông để chúng ta test cái độ cắt của dao nó phù hợp với lại decal chưa, nó đã cắt đứt decal chưa. Thì sau đó là chúng ta sẽ tiến hành tăng giảm. Thì cái phần này mình nó sẽ nói rõ hơn trong cái video hướng dẫn cụ thể sau đó. Thì mình sẽ thao tác sơ bộ để cho anh em sẽ dễ hình dung. Thì khi mà mình bấm vô function này, hay function, và mình bấm enter thì máy nó sẽ cắt ở đây, sẽ cắt hai cái hình vuông. Hai hình vuông này á, thì chúng ta sẽ để chúng ta kiểm tra là cái lực cắt của dao đã đứt decal hay chưa. Rồi một cái chức năng thứ hai trong cái nút function này, đó là khi mà chúng ta muốn cắt đứt giấy ngang á, thì chúng ta sẽ phải là chọn cái vị trí mình muốn cắt. Ví dụ ở đây là mặc định thì mình sẽ chọn vị trí nào mình muốn cắt. Đó. Thì sẽ di chuyển lên xuống. Thì sau đó là mình sẽ bấm vô nút function này thì nó sẽ hiển thị lên là paper cut. Thì lúc này là mình enter thì nó sẽ thao tác cái lệnh là nó sẽ cắt giấy, cắt theo chiều ngang của giấy. Ở cái chỗ này là anh em cần phải lưu ý là cái con dao cắt decal thì nó nằm ở vị trí phía trước này,
Tuy nhiên là cái vị trí mà nó canh cái đường cắt là nó canh ở tâm của cái trụ dao này đó, cho nên là khi mà mình muốn canh đường cắt thì là mình lưu ý phải canh theo cái tâm của cái trụ dao cắt này. Thì khi mà chúng ta xác nhận lệnh, nó sẽ tự động nó sẽ điều chỉnh để nó cắt đúng cái vị trí này đó, thì anh em hết sức lưu ý chứ đừng có cắt sai là coi như là không có xài được luôn á. Thì khi mà anh em di chuyển rồi á thì anh em chỉ cần bấm enter thôi thì là máy nó sẽ tự động cắt ngay chỗ cái phạm vi vị trí này của mình đó. Và cái cuối cùng là nhiều cái chức năng setup khác thì nó cũng sẽ nằm trong cái phần function này đó, thì để chúng ta có thể điều chỉnh những cái thông số khác trong quá trình chúng ta cần thiết có thể thay đổi đó. Nhưng mà anh em lưu ý là phải hiểu hết rồi mới được thay đổi, không được phép tự ý thay đổi những cái setup của máy. Anh em lưu ý vấn đề này giúp mình nhé. Và như vậy là chúng ta đã xong cái phần tổng quan về cái cấu tạo cũng như là ứng dụng của cái máy cắt bế tem nhãn đề can này. Còn cụ thể chi tiết trong quá trình làm việc như thế nào thì mình sẽ hẹn anh em ở những cái video sau nhé. Và xin cảm ơn, xin chào các anh em.